Khánh An, chào cô lớp. Rồi hôm nay mình sẽ học bài Đỗ Ta Không Độ Nàng. Bài này rất là nhiều yêu cầu, mình sẽ hướng dẫn các bạn thôi. Với bài này thì chúng ta chơi ở phiên bản gốc để các bạn có nghe là buồn. Nó thuộc về dạng kinh Phật các bạn. Một số bạn thì chuyển qua nó đánh remix phong cách DJ rồi đó. Nhìn thấy mình nghe nó không có phù hợp lắm ha. Tùy các bạn thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn bài gốc. Rồi bây giờ cái điệu thì các bạn chọn cái điệu Big 44. Tempo thì 90. Cái beat 44 nó như vậy, cái đàn nào cũng có các bạn. Từ nhỏ là cái tiết tấu như vậy ha. Tempo thì tùy theo nhanh chậm mà các bạn cứ chơi. Ở đây mình chơi 90 và tông đó là sơn thứ các bạn. Sơn thứ là nam hát mà các bạn sẽ chỉnh trên bóc trừ 2, mình sẽ học trên la thứ luôn ha. Cái tiếng thì cái bài này là các bạn dùng cái tiếng đần kìm. Nếu như không có tiếng này á, các bạn có thể vừa sử dụng cái tiếng nào cũng được, na ná là được rồi. Và ở đây á, cái tiếng của mình á, có chế độ là nó ngân giống như tiếng mandolin các bạn. Mình nhấn nhẹ nó sẽ vang lên vậy. Trường hợp nếu cái đàn của các bạn cái tiếng nó không có độ vang như thế này thì bắt buộc chúng ta phải lắc quãng 8. Ví dụ chúng ta phải lắc quãng 8 như thế này nè. Vậy đó. Còn bên đây, mình đây thì mình đã có cái độ vang rồi, mình không cần. Rồi, nó có đồ vang rồi ha. Rồi chúng ta phải bắt đầu vào bài luôn. Phần intro của cái bài này thì nó giống như trong bài luôn, lấy từ trong bài luôn, thay đổi một số nốt thôi nhưng mà không quan trọng, mình cứ đàn trong bài là nó ra cái giai điệu luôn rồi, toàn bài ra được rồi. Rồi bắt đầu luôn ha, nhanh gọn luôn các bạn ha. Nốt nè. Rồi đỗ A, đồ đồ rê mi sol la pha trưởng. Đàn trên đây đi ha. Đồ đồ rê mi son la pha trường. La la son mi son rê. Son trưởng. Rê rê mi pha mi son mi thứ. Son son mi rê mi đồ la thứ. Đồ đồ rê mi son la rê thứ. La la đồ mi rê đồ rê sơn trưởng. Đồ rê đồ rê đồ mi la thứ. Đồ rê pha mi vẫn là la thứ. Ok, làm lại đoạn A ha. Đồ rê mi son la 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 son mi son rê. Rê mi pha mi son 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 mi rê mi. Mi 7 ha, mi thứ gì cũng được. Rồi. Đoạn A làm lại đoạn A ha. Đồ đồ rê mi son la. La la son mi son rê. Rê rê mi fa mi son. Son son mi rê mi đồ. Đồ đồ rê mi son la. La la đồ mi đồ rê. Đồ rê đồ rê đồ mi. Đồ rê đồ rê fa mi. Ok. Làm lại một lần nữa ha, chậm ha. Đồ đồ rê mi son la. La la son mi son rê. Rê rê mi fa mi son. Son son mi rê mi đồ. Đồ đồ rê mi son la. La la đồ mi rê đồ rê. Đồ rê đồ rê đồ mi. Đồ rê fa mi. Rồi, vậy đoạn A. Ở đoạn B thì nó cũng giống như đoạn A những câu trên. Nó giống từ đồng B. Đồ đồ rê mi son la. Giống luôn ha. La la son mi son rê. Rê rê mi fa mi son. Son son mi rê mi đồ. Đồ đồ rê mi son la. Rồi đồ đồ rê mi son la. La la đồ mi rê đồ rê. Giống tới đây. La la đồ mi rê đồ rê. Ở trên đó là đồ rê đồ rê đồ mi. Nhưng mình tới cuốn này là mình sẽ đổi câu khác là đồ rê đồ là xong. Đoạn B là như vậy. Rồi mình làm đoạn B ha.
Đồ đồ rê mi sol la, la la son mi son rê, rê đê mi fa mi son, son son mi đê mi đô. Đồ đồ rê mi sol la, la la đô mi đê đô rê, đô rê đô rê đô la. Cái chỗ này có thể có luyến đồ rê đồ rê đồ si. Cũng được, đô la cũng được. Vậy là xong rồi, đoạn A đoạn B là giống rồi. Bây giờ chúng ta chủ yếu đi vào nhịp thôi. Vậy là xong rồi. Rất là đơn giản, mày rất là đơn giản ha. Không có gì khó cả. Rồi, nó đều 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 các bạn. Nè, cuối câu là vô ngay phát ra đều đều hết á. Làm lại ha. Làm lại lần nữa ha. Đồ đồ rê mi son la, la la son mi son rê, rê rê mi fa mi son, son son mi rê mi đô. Đồ đồ rê mi son la, la la đô mi đô rê, đô rê đô rê đô mi, đô rê đô rê fa mi. Đồ đồ rê mi son la, la la son mi son rê, rê rê mi fa. Rồi, vậy ha. Điểm á, nếu mà điểm cái bài này á thì các bạn bỏ hợp âm với lắc cái chỗ cuối của cái câu là được rồi. Ví dụ ha. Ví dụ như này. Đô đô rê mi son la 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 son mi son rê mi fa mi son. Ví dụ vậy đó. Là cái cách chúng ta ngay cái vị trí của nốt cuối là cái nốt nào đó thì chúng ta chỉ cần lắc theo chỗ đó. Ở đây mình không có lắc tại vì á là ở đây cái tiếng này nó đã lắc sẵn rồi. Ok ha. Đồ đồ rê mi son la 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 son mi son rê, rê mi fa mi son, son son mi rê mi đô, đồ đồ rê mi son la 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 đô mi đô rê, đô rê đô rê đô mi, đô rê đô rê đô rê, đô rê mi son la. À cái cách vậy đó. À chúng ta bỏ đúng hợp âm rồi chúng ta vào phần cuối vậy là răng luôn cái bài là được rồi. Ok. À rồi vậy ha. Vậy là chúng ta xong bài rồi. Còn bài này thì có nhiều thể loại, người ta đã remix lại, chơi DJ rồi lại cho nó sôi động á. Thấy nó không phù hợp cho nên là Trần Khánh không có hướng dẫn ở đây. À. Rồi vậy ha. Rồi bye bye cả lớp, chúc sức khỏe cả lớp nha. Giờ có gì các bạn cứ thắc mắc cái gì đó các bạn cứ comment dưới hỏi Trần Khánh, hay là alo trực tiếp Trần Khánh qua số điện thoại là 0772 621 62 để có thể được Trần Khánh tư vấn về cái việc học đàn ha. Rồi ok.